Vâng, lại là mình đây, lại là Nha Trang trong tôi đây. Và sáng nay mình có đọc một tin trên báo, tin này rất chi là hot và cực kỳ vui cho khu vực Nha Trang, khu vực Khánh Hòa. Thông tin này là mới có trên báo Khánh Hòa vào sáng ngày hôm nay, sáng ngày 17 tháng 9, Nha Trang không còn xã, phường nằm trong vùng đỏ. Sáng nay ông Nguyễn Chí Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, sau thời gian thực hiện quyết liệt các giải pháp về phòng chống dịch Covid-19, thành phố Nha Trang đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt và cho đến nay thành phố Nha Trang không còn xã, phường nào nằm trong vùng đỏ. Cụ thể cho đến ngày chiều ngày 16 tháng 9, trong 27 xã, phường của thành phố thì có 15 xã, phường đã nằm trong vùng xanh, 8 xã nằm trong vùng vàng, 4 xã nằm trong vùng cam, đó là khu vực Vĩnh Trường, Vĩnh Phước, Tân Lập, Phước Hải. Trong tổng số là 363 thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Nha Trang có 336 tổ ở khu vực vùng xanh. Ba thôn ở khu vực vùng cam, còn lại là 23 tổ và thôn ở khu vực vùng đỏ. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa thì số ca nhiễm đang được giảm dần. Và từ 17 giờ chiều ngày 16 tháng 9 cho đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận là có 6 ca mắc mới, nhưng mà tất cả các ca này là đều trong khu cách ly tập trung. Đây là một thông tin rất chi là bổ ích cho những người dân trên địa bàn khu vực thành phố Nha Trang và khu vực Khánh Hòa. Vậy là hiện tại chúng ta là đã không còn có những vùng đỏ mà chỉ còn có 4 phường nằm trong vùng cam. Đó mình xin nhắc lại, đó là Vĩnh Trường, Vĩnh Phước, Tân Lập và Phước Hải. Còn là những vùng đỏ thì đã là hết rồi, hết xuất hiện rồi. Đây là một tin rất chi là vui. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau và chúng ta có thể tung tăng chạy ra ngoài đường. Hy vọng là hết tuần này thì chỉ thị 18 sẽ hết thì chúng ta lại được xuống chỉ thị 15. Chỉ thị 15 thì các bạn có thể là thoải mái tự do ra đường nhiều hơn. Và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thường xuyên những bản tin mới nhất từ báo Khánh Hòa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video buổi sáng ngày hôm nay. Nha Trang của tôi, mến chào cả nhà. Có về Cam Ranh hay có về Nha Trang, biển đẹp xinh tuyệt vời, nhân nghìn trùng dương đường xa ơi thương quá, Khánh Hòa mình vẫn vương. Khánh Vinh Cam Lâm ngày mưa nắng không nhọc lòng bàn nên, mà đường về hôm nay dòng sông trái dọc quá duyên khánh, nhìn nhớ người trai ấy lòng ta vẫn bồi hồi. Bảy mươi chín Khánh Hòa lung linh và đẹp xinh, nhớ thành trì Diên Khánh, Khánh Sơn là quê mình, rừng vàng biển bạc. Khi về đến Nha Trang các phụ trách đồng thênh thang, hoa nở khi xuân sang. Thương con gái Khánh Hòa bỗng một lòng chịu khó, thương con trai cần cù mặc dù trời mưa gió. Cánh chim yến tìm tổ, thành phố đẹp về đêm, ta thương sao Khánh Hòa, thương màu tím hoa xiêm. Cam Ranh hay có về Nha Trang, biển đẹp xinh tuyệt vời, nhìn nghìn trùng đường xa ơi thương quá, Khánh Hòa mình vẫn vương. Khánh Vinh Cam Lâm ngày mưa nắng không nhọc lòng bàn nên, mà đường về hôm nay dòng sông trái dọc quá duyên khánh, nhìn nhớ người trai ấy lòng